Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Như các bạn cũng biết, BMB là thương hiệu loa karaoke nổi tiếng tại Nhật Bản, đã có lịch sử hình thành và phát triển trên 50 năm. Đến nay, hãng đã có hàng trăm mẫu loa karaoke khác nhau phù hợp lắp đặt cho cả hệ thống âm thanh gia đình và karaoke kinh doanh. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của mình, thì BMB liên tục tung ra thị trường những dòng loa BMB cao cấp có chất lượng âm thanh cực tốt. Luôn muốn mang tới các tín đồ âm thanh những sản phẩm chất lượng nhất. Nhiều năm qua, Bảo Châu Elec đã hợp tác với công ty Minh Tuấn và BMB phân phối sản phẩm BMB chính hãng, và hiện tất cả các sản phẩm loa BMB chính hãng đang được bày bán tại hệ thống 10 showroom Bảo Châu Elec với giá ưu đãi tốt nhất thị trường. Nhân dịp Black Friday, BMB hợp tác cùng Bảo Châu Elec giảm giá tới 28% cùng với những quà tặng giá trị các model mới nhất của BMB hàng chính hãng. Các model này rất sang trọng, phù hợp với gia đình, phong cách thời đại mới, nghe nhạc cực hay, hát cực sáng, chất BMB truyền thống. Hãy cùng với Bích Phượng khám phá ngay các model này nhé! Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Cái tên đầu tiên được nhắc đến trong số top các dòng loa BMB mới nhất bán chạy năm 2020 đó chính là dòng loa BMB CSN300SE với mức giá khuyến mãi dịp Black vô cùng hấp dẫn chỉ với 8 triệu 625 ngàn đồng, lại được tặng thêm một loa Bluetooth cao cấp, thu hút người dùng bởi dáng vẻ khỏe khoắn, sang trọng và hiện đại. Thùng loa được thiết kế với mặt trước hình cánh cung 3D đẹp mắt, giúp cho âm thanh lan phủ sang hai bên một cách dễ dàng. Loa Bass sử dụng chất liệu giấy cao cấp từ Nhật Bản và công nghệ sản xuất tiên tiến bậc nhất châu Á, nên chất lượng âm thanh xa loa thật tuyệt vời. Dòng loa 3 đường tiếng gồm một loa Bass 20cm, một loa trung, một loa cao 8cm, công suất 150W trên 300W, chất âm sống động, uy lực. Đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm mà bạn nên sở hữu trong bộ sưu tập loa của gia đình mình. Sản phẩm tiếp theo trong danh sách này không thể không nhắc đến đó là loa BMB CSN500SE với mức giá giảm chỉ còn giá 10 triệu 800 ngàn đồng, cũng được tặng loa Bluetooth, một mức giá xưa nay chưa từng có. Loa BMB CSN500SE tạo cho ta cảm giác sang trọng, quý phái, phù hợp với rất nhiều không gian nội thất khác nhau. Sở hữu một loa Bass 25cm, một loa trung 8cm con giấy, một loa treble 8cm con giấy, độ bền cao mang đến âm thanh đẳng cấp đầy đủ 3 giải tần. Đặc biệt, âm bass dày dặn đầy sống động nhờ thiết kế đặc biệt về hình dạng khung lưới tán xa sẽ phát đi đa chiều theo mọi hướng khác nhau. Và đây là sản phẩm được các chuyên gia âm thanh đánh giá rất cao hiện nay, xứng đáng là đứa con cưng của thương hiệu loa BMB. Loa BMB CSD880SE chính là cái tên thứ 3 sẽ được Bảo Châu Elec giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay cùng mức giá chỉ 14 triệu 680 ngàn đồng, một trong những mẫu loa nổi tiếng và cao cấp nhất của thương hiệu BMB trong năm qua. Về thiết kế bề ngoài thì loa BMB CSD880SE được đánh giá rất cao bởi các đường nét tinh xảo và đẹp mắt. Các chi tiết trên loa như cú loa hay là lỗ thông hơi đều được thiết kế tạo điểm mạnh. Thùng loa được làm bằng gỗ ván ép MDF cao cấp, chống bám bụi, chảy xước, là dòng loa 3 đường tiếng, một loa Bass 25cm, hai loa treble 8cm, hai loa mid 8cm và màng loa được làm từ màng giấy cao cấp từ Nhật Bản. Âm thanh cả 3 giải được tái tạo rõ ràng, sang trọng. Loa có công suất trung bình là 400W và mắc tới 1000W. Vì vậy, âm thanh cao hơn có rung động mạnh cũng không bị vỡ bởi các cuộn dây nam châm được thiết kế đặc biệt mạnh mẽ và siêu bền. Và sản phẩm cuối cùng trong top 4 dòng loa BMB mới nhất bán chạy năm 2020 đó chính là loa karaoke BMB CSE312SE được bán với mức giá là 16 triệu 230 ngàn đồng. Loa karaoke BMB CSE312SE hội tụ đầy đủ những tinh túy của một nhà thiết kế sản xuất loa karaoke hàng đầu thế giới. Với công suất trung bình 300W, đạt cực đại 800W, tiếng ba uy lực, mạnh mẽ, âm thanh xa loa chắc chắn, rõ ràng, không bị rè méo tiếng khi chơi ở tần số cao. Thiết kế Super Ellipse làm tăng phạm vi và giảm biến dạng cho sóng âm thanh mạnh hơn, giọng hát rõ ràng hơn và có thể xoay được, cho phép âm thanh lan tỏa mọi ngõ ngách của căn phòng. Bạn sẽ thực sự đắm chìm trong thế giới âm thanh vô cùng tuyệt vời, trải nghiệm như trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại thì các mẫu loa BMB chính hãng trên đang được giảm cực sốc trong chương trình Black Friday, vừa giảm giá lại tăng thêm quà.
Nếu muốn mua những sản phẩm chính hãng giá rẻ nhất trong năm qua và duy nhất chỉ có trong đợt khuyến mãi Black Friday này thì hãy nhanh chân tới với Bảo Châu Elec trên toàn quốc để chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Hoặc có thể gọi cho chúng tôi theo số hotline 1900 0255 để đặt hàng và được chúng tôi giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Số lượng có hạn nên đến càng sớm cơ hội nhận ưu đãi càng cao. Bảo Châu Elec có bán trả góp lãi suất thấp. Hãy like và đăng ký kênh của Bảo Châu Elec, nhấn vào nút chuông để theo dõi những sản phẩm và chương trình mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!